niềm vui thực sự đến từ đâu? Một nhà triết học đã từng viết trong cuốn sách The Wisdom of Life, nội tâm của một người càng phong phú thì nhu cầu đối với thế giới bên ngoài sẽ càng ít và độ quan trọng của người khác đối với bản thân cũng sẽ càng thu nhỏ hơn. Thực chất, niềm vui thực sự của một người không đến từ sự phồn hoa và ồn ào bên ngoài, mà nó đến từ sự dư giả, thỏa mãn ở bên trong nội tại. Khi bạn không còn quen với việc tìm kiếm bản thân mình trong mắt của người khác nữa, bạn sẽ có thể đạt được sự tự do thực sự.